Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì theo cầu của một số bạn có yêu cầu mình làm cái bản ngọc sát thủ tổng hợp, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ hết tất cả bản ngọc dành cho sát thủ luôn. Thì mọi người hãy theo dõi nha. Thì đầu tiên, hôm nay mình sẽ chia sẻ bốn cái bản ngọc sát thủ. Đó chính là sát thủ tấn công vật lý nha. Thứ hai là sát thủ tay ngắn. Thứ ba là sát thủ tay dài. Và thứ tư đó là sát thủ tấn công phép. Thì bốn bản ngọc sát thủ này mình sẽ lên tất cả bốn bản ngọc luôn. Thì sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc đầu tiên. Đó chính là sát thủ tấn công vật lý. Bây giờ mình sẽ vô nha. Thì sát thủ tấn công vật lý, ở đây mình sẽ lên cái bản ngọc này cho 5 vị tướng. Thì đó chính là vị tướng Nakoth, vị tướng Ngộ Không, vị tướng Kinat, vị tướng Velen, và cuối cùng đó chính là vị tướng Mugat. Thì mọi người có chơi 5 vị tướng này thì hãy nhấn ngọc này chơi nha, rất là ok. Giờ ngọc đỏ nè, mình sẽ lên là cái tỷ lệ chí mạng 10 viên. 10 viên nha. Tiếp theo là ngọc tím, mình sẽ lên hút máu 10 viên luôn. Hút máu 10 viên nha mọi người. Và cuối cùng là ngọc xanh, mình lên công vật lý và xiên giáp. Tại sao á sát thủ công vật lý mình lại lên cái bản ngọc như vậy đây? Tại vì tất cả 5 vị tướng sát thủ này, Nakoth, Ngộ Không, Kinat, Vilen và Mugat đều là sát thủ chuyên đi gần. Thì khi mà các vị tướng này đi gần thì đòi hỏi cái tỷ lệ chí mạng và hút máu phải có nha mọi người. Đó là một cái điểm đầu tiên. Thì bản ngọc này dành cho chuyên đi gần, mọi người cứ lên ngọc này chơi dành cho đi gần rất là ok nha. Rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc dành cho sát thủ tay ngắn. Thì bản ngọc sát thủ tay ngắn mình sẽ chia sẻ cho mọi người, đó chính là ba vị tướng. Vị tướng bây giờ mình sẽ tháo ra mình nhắn lại nha. Thì mình sẽ nói ba vị tướng, đó chính là vị tướng Aigi, vị tướng Petlai và vị tướng Batman nha. Thì bản ngọc của ba vị tướng này mình sẽ lên như sau. Đầu tiên đó chính là công vật lý và xiên giáp là ngọc đỏ nha. Công vật lý là cộng 2, xiên giáp là 3,6. Còn 10 viên ngọc tím mình sẽ lên là tốc đánh và tốc chạy. Tốc đánh tốc chạy 10 viên nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc xanh. 10 viên ngọc xanh á, mình sẽ lên là công vật lý và xiên giáp. Rồi. Thì đây là bản ngọc dành cho sát thủ tay ngắn nha mọi người. Và đặc biệt á, khi mà gắn ngọc á mọi người, thì nếu mà mình gắn ngọc cho tính chất của từng vị tướng á, thì mình phải gắn theo mùa nha. Tại vì á, mỗi mùa cái tính chất của vị tướng á, là sẽ có mùa này là tướng này mạnh, tướng kia yếu, rồi xong mùa khác là lại tướng khác lên mạnh và tướng kia yếu. Và cái tính chất nó cũng có một số thay đổi, nên là mình phải gắn ngọc theo mùa. Chứ mình không thể dùng một bản ngọc mà mình thể xài qua tất cả các mùa được, thì đánh nó không có đam nha mọi người, tùy vào mùa thôi. Đó là cái phần chia sẻ của mình. Tiếp theo mình sẽ gắn cái bản ngọc dành cho tướng sát thủ tay dài. Thì tướng sát thủ tay dài ở đây á, mình sẽ gắn cho một cái bản ngọc dành cho một vị tướng, đó là vị tướng Enzo. Thì vị tướng này mình sẽ lên như sau. Ngọc đỏ đó, mình sẽ lên là tốc đánh và tỷ lệ chí mạng 10 viên. Tiếp theo là mình sẽ lên là ngọc tím là tốc đánh và tốc chạy 10 viên luôn. Tốc đánh 1% và tốc chạy 1%. Mình lên 10 viên. Và tiếp theo là ngọc xanh, mình sẽ lên công vật lý và xiên giáp nha. 10 viên luôn. Thì đây là cái bản ngọc dành cho sát thủ tay dài. Tiếp theo mình sẽ dùng bản ngọc cho sát thủ tấn công phép nha. Mình tháo ra. Rồi. Thì cái bản ngọc sát thủ tấn công phép ở đây mình sẽ lên cho bốn vị tướng, đó là vị tướng Bay Nè, vị tướng Kewa, vị tướng Diêu và vị tướng Yata. Thì ở đây á, thì các vị tướng này á, đặc biệt cái chiêu ba của các vị tướng này nó rất là mạnh nha mọi người. Đặc biệt là Yata, khi mà dùng chiêu ba lên là miễn sát thương, với mà bật cái chiêu ba lên là có thể đối với AD thì đầy cây máu nó giết một cái rất là đơn giản nha. Nói chung chiêu ba của vị tướng này rất là cực kỳ lợi hại luôn. Nhưng mà nếu không có chiêu ba thì vị tướng này nó rất là yếu luôn nha mọi người. Tại vì chiêu 1, chiêu 2 nó rất là mỏng. Thì bản ngọc của bốn vị tướng này, Bay Nè, Kewa, Viu và Yata, thì mình sẽ lên như sau. Thì ngọc đỏ đó, mình sẽ lên là công phép và xiên giáp phép nha.
công phép và xiên giáp phép. Đây, công phép là 4,2, xiên giáp phép là 2,4. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím á, thì mình sẽ lên là tóc đánh và tóc chạy nha. 10 viên. Và tiếp theo là 10 viên ngọc xanh, mình sẽ lên là tóc đánh và xiên giáp phép. Tóc đánh và xiên giáp phép. Đây, 10 viên nha mọi người. Thì đây, bản ngọc này á, là dành cho tướng sát thủ phép. Thì trong 4 bản ngọc mình chia sẻ thì cái bản ngọc nào cũng chơi rất là ok. Nhưng mà đặc biệt á, mình thích nhất á, là cái bản ngọc dành cho bản ngọc này nè, sát thủ phép nè. Khi mà mình chơi á, thì mình thấy nó rất là chuẩn luôn, rất là ok. Rồi, cái phần chia sẻ về bản ngọc của sát thủ của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem nha. Thì qua video này mọi người có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời giải quyết các thắc mắc của mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.